Mến chào ông bà cô bác, anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh Kim Anh Xứ Người Bây giờ là buổi chiều thứ năm, à, Mình mời các bạn cùng đi với mình tới cái chợ Cô ốp Food nha Cái chợ này là cái chợ bán đồ organic Bán đồ ăn, đồ xài, nói chung tất cả mọi thứ organic hết các bạn ha Thì à, tất nhiên à, đồ organic thì không có rẻ các bạn À, rất là mắc luôn á, cái chợ này là chợ mắc nhất trong các chợ luôn á. À, tại vì nó bán à, toàn bộ là đồ organic hết. Đây, nó có tên là Co-op. À, cái chợ nó mang tên là Co-op Food. À, đây mình à, đi vòng qua cái mặt trước. Ở đây là cái pặc kinh phía bên tay phải mình là cái pặc kinh của nó đó. kinh ở trong nhà ha. Rồi nó có một cái pặc kinh ở phía trước nữa các bạn. À, rất là rộng đây đây là bạc kinh phía trước của nó nè cái bãi đậu xe đó các bạn bãi đậu xe ở phía trước nó đầy xe hết rồi mình đang dòng qua phía bên đây để mình kiếm chỗ đậu nè các bạn thì à, ở đây mình dòng qua phía bên này để kiếm chỗ đậu ha đó các bạn thấy cái bản đó không à, natural food co op đây rồi mình đậu xe rồi Bây giờ mình sẽ đi vô Bên đây là cái cổng đi ra các bạn à, Cổng đi vô phía bên kia Rồi bây giờ mình sẽ đi qua phía bên đây để mình đi vô ha các bạn ha Đó cái cổng đi vô người ta đang đứng chờ để đi vô nè các bạn Và rồi tiếp theo là tới mình đi phía sau Đây họ bán đủ thứ hết đó các bạn Rau, củ, quả Tất cả mọi thứ trong đây tất cả mọi thứ đều là organic hết ha các bạn ha Thì à, cái chợ này nó không có à, rẻ à, Rất là mắc luôn Tại vì à, à, Họ nói là nature natural đó các bạn có nghĩa là tự nhiên á, à, Không có bốn phân không có gì hết cho nên bán rất là mắc Mặc dù mắc như vậy đó nhưng mà khách cũng rất là đông nha các bạn rất rất là nhiều người Mà đặc biệt là Mỹ Trắng Họ vô đây họ mua rất là nhiều Châu Á cũng có Rồi à, à, Mỹ Đen cũng có Nói chung là rất là nhiều Nhưng mà đặc biệt là Mỹ Trắng là nhiều nhất á các bạn Các bạn nhìn nè Tất cả mọi thứ nè Ra mấy cái gia vị Hay là à, Mấy cái à, à, Chip hay bánh mì Nói chung mọi thứ đều là organic hết đó các bạn là à, tại Việt Nam tạm gọi là à, rau củ quả sạch đi ha, thức ăn sạch ha. Thì rồi bên đây nè nó bán chậu này nè các bạn cũng là mấy cái chậu cây mà nó gọi là à, tự phân hủy luôn đó các bạn, mấy cái chậu tự phân hủy á, à, rồi sữa thì nó để ở trong mấy cái chai thủy tinh chứ không có để vô trong chai nhựa à, nó kỹ lắm à, để mình kể cho các bạn nghe mình có quen à, hai vợ chồng đó ồ họ chỉ à, trung thành với hàng organic thôi nha là thành viên của ở cô ốp này nè các bạn bất cứ cái gì họ cũng mua của cái à, cô ốp này hết À, thậm chí mà quần áo mặc á, các bạn hay là khăn lông tắm á, rồi xà bông cụt để tắm hoặc là xà bông giặt tất cả mọi thứ đều mua ở trong chợ này hết nha các bạn nó mắc thấy mồ luôn nhưng mà họ cứ nói là à, sử dụng organic vậy cho nó tốt à Cứ nói là cứ xài hàng organic không rồi à, họ cũng khuyến cáo mình chứ à, à, nên mua đồ organic xài đi à, nên mua đồ organic ăn đi ủa rồi sao rồi à, à, ăn đồ organic rồi có chết không cũng chết cho nên à, nói tóm lại là mình à, ok nói nói cho vui vậy thôi chứ nếu như mà các bạn à, có khả năng thì các bạn cứ à, à, sử dụng hàng organic còn mình thì mình cứ ăn uống bình thường vậy thôi chứ mình không có chuộng đồ organic tại vì nó họ nói organic nhưng có chắc là organic không mình cũng không biết chắc luôn ha thành thử ra là có nhiều cái đặt câu hỏi lắm nên tốt nhất là ai muốn ăn xài đồ organic thì cứ diệt còn mình thì cứ Ăn uống bình thường vậy thôi <laughs> Rồi ở đây là thuốc nè các bạn Mấy cái loại thuốc này là thuốc thảo dược không nha các bạn Rồi à, dầu gội đầu cũng thảo dược Thật ra mà nói á à, Mình đi vô trong đây nè Mình mua cái cây à, son môi đó các bạn Bằng Organic Rồi à, mình mua thuốc nhuộm tóc Organic đó các bạn Đây cái con gấu này nè các bạn gấu Organic đó các bạn <laughs> thật ra là họ làm bằng cái à, à, sợi gì đó các bạn mà nó là không có bị à, mình không biết gọi là cái gì ha nhưng mà à, hàng à, organic đó hàng à, tự nhiên á các bạn à, lông tự nhiên á chứ không phải là lông à à nó gọi là à, lông tự nhiên chứ không phải là lông à, mà nó à, nhân tạo cái con đó mà 46 đồng chưa thuế đó các bạn. Ai mua. Vậy đó mà cũng có nhiều người mua nha. Đây các bạn coi nè, đồ ăn cho chó mèo nè các bạn. Cũng organic luôn đó. Nè. Quá trời luôn. Nhà bạn mình á cũng mua, có nuôi mèo rồi cũng mua đồ ăn organic này nè cho mèo ăn. Rồi vô đây mua ức gà organic á về cho mèo ăn nữa các bạn. Nói chung là à, họ à, thờ chủ nghĩa organic á. <laughs> Nói vậy dễ hiểu hơn. <laughs> Cái gì cũng organic hết. Mà đâu có rẻ đâu các bạn. Nhưng mà họ bán đồ rất là nhiều luôn. Thì à, mình à, vô trong đây là mình chỉ có mua hai thứ đó là son dưỡng môi á các bạn. À, với lại à, thuốc nhuộm tóc à, có hai thứ đó thôi còn những thứ khác thì à, mình không có à, mua đây là cớm nè các bạn cớm à, đó cớm giống như của việt nam mình ngày xưa hồi mình còn bé mình hay được ăn mấy cái loại này nè đó rồi đây là có nhiều cái chip mà để ăn vặt á các bạn cũng organic luôn thì à, họ không có chiên ha các bạn ha thí dụ như mấy cái potato chip khoai la khoai tây á, khoai tây mà để ăn vặt á các bạn thì họ sấy hoặc là họ nướng chứ họ không có chiên ha rồi đó đây là mấy cái à, à, sữa dưỡng da rồi sữa tắm rồi đó các bạn nè khu vực này là đồ organic không đây thuốc nhuộm tóc của mình hay sử dụng nè các bạn là 17 đồng 99 mà hôm nay nó sale còn 14 đồng 99 nè đó. mình vô là mình chỉ mua thuốc nhuộm tóc này nè với lại cái cây son thôi cây son môi à, có hai thứ đó thôi đó các bạn chứ không có mua những thứ khác nhưng mà thỉnh thoảng nếu như mà cần phải mua dầu để bôi hay là mua nghệ bột nghệ đó các bạn thì mình vô đây mình mua tại vì trong đây bán bột nghệ là bột nghệ tiêu á các bạn bột nghệ với tiêu mà họ chế tác chung á để uống giảm đau rất là hay luôn á rồi đây cái mình đi qua cái khu vực này là cái khu vực bán son nè các bạn đó À, son rồi kem dưỡng da phấn rồi Nói chung là đủ thứ hết đó các bạn thì à, nó có bán cái cây son nè đó xong mình mua nè 5 đồng 99 một cây Mềm bé xíu à các bạn đó đây cây son mình lựa màu đó strawberry á 5 đồng 99 đó các bạn rồi mình đi vòng qua cái khu này để mình coi uh, strawberry bán bao nhiêu ha đây khu này bán rất là nhiều trái cây luôn, thì bơm lê nè các bạn, cam nè, à, cam, Quất tắc, ô, organic, quất là cái trái quýt mà ở nhà mình trồng với lại à, trái tắc mà ở nhà mình trồng với bữa hổm mà mình hái nhà bạn mình mình mà, 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 mà. có đăng lên cho các bạn coi đó. Nó bán 12 đồng mấy một phao á các bạn Ghê chưa Quá trời mắc luôn Đây cái khu vực rau củ quả của họ nè các bạn Rất là nhiều luôn Mà à, người ta mua cũng rất là nhiều ha các bạn ha Đó đây rau Gần Đây mấy cái túi này nè Mấy cái túi này là À, để à, đựng à, đi chợ đó các bạn tái sử dụng á, nhưng mà toàn là đồ à, nó nó à sợi tự nhiên à nó gọi là mấy cái đó là làm từ sợi tự nhiên á đây các bạn đây là strawberry nè trái to lắm các bạn à, nó bán 12 đồng mấy một à, bán 7 đồng 99 một hộp như vậy đó các bạn Ở đây chuối khoai lang khoai tây tỏi nhiều ha các bạn ha rồi nếu bạn là người lần đầu tiên đến với kênh kim anh xứ người thì vui lòng cho mình xin một like một share và một đăng ký nha để tạo thêm động lực cho mình mỗi ngày mình sẽ đăng lên những video bổ ích đến cho các bạn cảm ơn bạn rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video kế tiếp